Hello em, chào chị Hằng thân yêu nhá. Em phải thừa nhận là chị nói đúng. Hôm nay em mới thấy cái giá trị của chị. Chị nói là chị quất không trượt phát nào, đúng thật luôn. Chị đã quất là chính xác luôn. Nhưng mà chị ơi, có một điều em chưa hiểu. Em cũng ngu ngốc lắm. Em mong chờ mấy hôm nay mà không thấy chị trả lời giúp cộng đồng một câu. Đó là chị là đang còn muốn chứng minh cho cộng đồng biết rằng là ông Minh Tuệ ông đúng và ông ta sai chỗ nào, thì làm ơn chị chứng minh dùm cho cộng đồng giúp cho em cái. Và em cũng cần phải hiểu, bởi vì nói thật với chị là em thì là người không được học mấy, trình độ cũng thấp kém. Em chỉ biết có một quan điểm là đối với tín ngưỡng, đối với tâm linh thì nó không có đúng và sai. Thế quan điểm của em là nó chỉ vậy thôi. Cho nên là mong chị giải thích hộ cộng đồng mạng một xíu nhá, là ông ta đúng và ông ta sai chỗ nào, đúng giống như cái câu chị đã từng nói đấy nhá chị nhá. Cảm ơn chị, em rất mong chờ chị nhá. Người ơi, mọi người nên nó tẩy chay cái Đại Nam đi mọi người. Tại sao mà mọi người á cứ đu theo drama của Nguyễn Phương Hằng chi, mà để cho bà Nguyễn Phương Hằng họ cứ được nước làm tới, bệ hạ tới thầy Thích Minh Tuệ, rồi bệ hạ tới anh trời, là ông trời nha. Oh my god nha. Nguyễn Phương Hằng họ làm bàn đạp cho Nguyễn Phương Hằng để cuộc trò chuyện luôn. Cho nên mọi người tẩy chay bả đi, tẩy chay cái Đại Nam đi. Biết sao mà họ có một cái drama này không mọi người? Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng á, bả làm một cái trường đua đua ngựa. Trường đua ngựa đó là cá cược, là cờ bạc. Và trường đua chó là cá cược, là cờ bạc. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng á, bả muốn đánh vô tâm lý những người dân Việt Nam của mình ha. Bả muốn đem một cái drama lớn, một cái drama họ rất là kịch tính, cái một drama họ chỉ một mắt một còn, và một cái drama theo trí tuệ. Cho nên họ là mọi người tỉnh lại, không đi Đại Nam nữa. Ví dụ mà có dắt con đi Đại Nam chơi thì cho những đứa trẻ chơi những trò chơi con nít, còn riêng cái chuồng đua chuồng ngựa không nên chơi, và cái chuồng chó không nên chơi nha. Ngày xưa mọi người thấy em vợ chồng con Đoàn Duy Băng, hai vợ chồng nó đi đi mà quảng cáo cái trường đua không? Tôi mua cái này xong trúng 100 đô không? Tốt nhất là mọi người không nên vô Đại Nam, không nên chơi trò chơi đua ngựa với lại trò chơi đua chó. Cái đó là một cá cược, là cờ bạc nha mấy anh mấy chị Việt Nam mình nha. Thương em thì nghe, còn mọi người không thương thì sao cũng được. Em nói là nói tốt cho mấy anh mấy chị. Bà Hằng bà làm cái cuộc drama ngày xưa, bà hạ bệ tất cả những showbiz, tất cả những anh em người ta, và tất cả những chính phủ, nói chung là vân vân và vân vân, để kiếm cái drama để làm gì? Để cho những người ủng hộ Đại Nam bả và vô đó trường đua ngựa đua chó nha. Ví dụ ơi các anh á, nếu như mà mua vé đua ngựa đi, 1.000 cái vé đua ngựa số 1 nha, 1.000 cái vé đua ngựa số 1 và tất cả những cái con ngựa khác nữa. Ví dụ số 1 người ta mua 1.000 vé, còn tất cả những cái ngựa khác là người ta mua vé rất là ít, thì tôi tin chắc một điều, cái lúc mà chạy á, cái lúc mà đua á, thì nó sẽ bấm bấm con chip vô cái con ngựa đó. Mỗi con ngựa sẽ có một con chip nha, mọi người cứ để ý đi, con ngựa sẽ có một con chip trên lỗ tai, hoặc là dưới móng chân, hoặc là ở đâu đó. Mỗi con ngựa và mỗi con chó đều có một con chip. Nếu như mà cái con ngựa con chó nào người ta mua mã số nhiều nhất, thì lúc mà khi đua ngựa là cái con ngựa đó với lại cái con chó đó là người ta sẽ nhấn con chip, thì cái lúc đó là cái con ngựa con chó đó nó mất hồn, nó gượng lại, thì cái tâm lý của nó mất hồn á là nó sợ, là nó không có chạy thắng được. Hiểu chưa mọi người? Người ta chơi trí tuệ nha, người ta chơi cái theo cái trí tuệ của người ta. Vì vậy cái tốt nhất không nên chơi chơi đua ngựa với lại đua chó trong trường đua Đại Nam nha. Mọi người không tẩy chay khu Đại Nam cũng được nha. Mọi người vô đó mọi người ủng hộ
Đại Nam gì hả? Trò chơi nè, hồ bơi nè, đó vân vân và vân vân cũng được. Nhưng riêng trường đua chó với trường đua ngựa không nên chơi nha mấy anh chị nha. Để tiền cho con ăn nha, để tiền cho con đi học nha. Còn có tiền nữa thì mình đi ra nước ngoài, mình đi du lịch, mình dắt con mình đi ăn những nơi chỗ đẹp, những nơi chỗ sang chảnh nha. Còn cái những cái nơi mà quỷ yêu á, nó chiếu cái kính vô hả là nó lòi ra con quỷ là con Nguyễn Phương Hằng rồi, thì tốt nhất anh chị em đừng nên ủng hộ con Nguyễn Phương Hằng nữa nha. Ủng hộ Đại Nam cũng được nha mấy má. Còn riêng trường đua ngựa, trường đua chó không nên chơi nha, em nói trước rồi đó nha. Con ngựa con chó nào nó cũng có con chip hết trơn á nha. Còn hỏi ai hả mà mua hả cái mã số nào hả mà mua nhiều hả là không bao giờ thắng nha. Vì vậy hả mọi người hả, cẩn thận nha. Chơi ở Đại Nam vẫn được, là coi như là không chơi ngựa, không chơi chó ở trường đua Đại Nam. Bà nói những câu ấy, thiếu hiểu biết. Ví dụ như bà nói những câu gì ở Đại Nam Văn Hiến, ai công nhận bà Đại Nam Văn Hiến? Quốc Tử Giám mới là Văn Hiến, Đền Hùng mới là Văn Hiến nhá, Chùa Một Cột Hà Nội, Hồ Gươm mới là Văn Hiến nhá, Nghìn Năm Văn Hiến, Huế Kinh Đô mới là Văn Hiến nhá. Cái khu Đại Nam của ông bà xây lên gọi là cái công ty du lịch, bà lấy cái danh nghĩa gì mà bảo là Đại Nam Văn Hiến? Bà là mẫu nghi thiên hạ à? Bà là hoàng hậu à? Ông là vua à? mà xây dựng lên cái công trình lịch sử à? mà gọi là Đại Nam Văn Hiến, thế mạng lắm kẻ coi như thế là hỉ hả vào gật đầu rồi cười nói rồi vỗ tay dần dần ra. Não ấy thông ra, không phải ông thầy nào dạy hết, xã hội dạy, và những cái lúc mà thầy cô giáo ở trong trường dạy ấy, đã gọi là đại gia, đã gọi là CEO, đã gọi là bà chủ, thì cái trình độ hiểu biết nó cũng phải hiểu biết một tí nhá, chứ không phải nói bừa bãi nói Đại Nam Văn Hiến thế mạng lắm đứa ấy, cũng gật đầu khủng khục ra. Đây không có ông thầy nào dạy hết ấy, chứng minh thư của tôi ghi tôn giáo không, bố mẹ tôi dạy, xã hội thì dạy tôi à? Là cái gì tròn thì bảo là tròn, cái gì méo thì bảo là méo. Nghe câu Đại Nam Văn Hiến là tao mắc cười quá à. Tiếp theo là một câu nó nói sai này, bà nói câu này này, bà bảo câu là à cái gì ông thầy ông đi tu cho ông ấy chứ không phải ông đi tu cho người ta. Thế tôi hỏi này, thế cái đạo Thiên Chúa với đạo Phật ấy sinh ra cách đây mấy nghìn năm rồi ấy. Nếu mà những cái ông thầy ông đi tu cho ông ấy thì sao nhiều người theo ông thế, sao nhiều người ngưỡng mộ thế, sao đạo Phật nhiều người theo thế, đạo Thiên Chúa nhiều người theo đấy? Phải những ông thầy tu đấy, những ông cha đạo đấy, ông cho tiền dân, giáo dân mới cho tiền Phật tử đâu. Nó là cái giá trị tinh thần nhá. Cái tôn giáo ấy nó mang lại cái giá trị tinh thần. Cái cục kim cương của bà là cái giá trị vật chất, còn cái nồi cơm điện của ông Thích Thanh Tuệ là giá trị tinh thần nhá. Không có sự hiểu biết cái gì lên nói càn, nói dỡ, nói xàm sạp à. Bản thân tôi chỉ là người dân thường thôi, cũng ít học đấy, không có học đến trình độ đại học đâu. Nhưng tôi hiểu thế nào là giá trị tinh thần nhá. Bà có cục kim cương nhưng mà đêm nằm bà nổi cơn dần dần lên, đầu bà đau điên đau khùng lên. Bà cũng không bằng những cái người mà dân thường, người ta đi ở nhà trọ, người ta ăn cơm với muối vừng, xong đêm người ta nằm người ta ngủ ngáy khò khò đâu. Là những cái con người ấy mà leo lên được chức cao rồi nhưng mà chả có sự hiểu biết gì hết. Và những cái con người có hùa theo không biết dùng cái đầu óc để phân tích suy nghĩ cái gì hết, phát biểu những câu lộng ngôn bừa bãi à. Nào là Đại Nam Văn Hiến, nào là cái ông thầy tu không mang lại giá trị gì, ông chỉ đi tu cho ông thôi. Ông mang lại cái giá trị tinh thần, hiểu chưa? Cuồn cuộn ơi nghe này, chống lưng cho thầy chính là giới luật. Mà giới luật thì do Đức Phật thuyết, hiểu chưa? Sáng ra tí nào chưa? Người mà giữ giới luật thì chả sợ gì hết. Giới luật chống lưng, giới luật bảo hộ, giới luật bảo vệ cho, chẳng sợ tà ma ngoại đạo quỷ sứ gì cả, cứ bình tĩnh mà sống thôi. Nên cuồn cuộn nhớ nhá, đừng có loa cái mồm lên, càng nói càng dở, càng nói càng lộ bản chất xấu xa. Kéo cái khóa miệng lại thì an toàn. Lần này thì team truyền thông đã tư vấn cho cô Hằng hai kịch bản. Một là sẽ được nhiều người cổ vũ nếu mà cô Hằng đưa ra ý kiến nhận định là khen ông Thích Minh Tuệ. Hai là sẽ quay lưng lại và thấy rõ bản chất của việc là bắt nạt trên không gian mạng. Bởi vì lý do là cô Hằng cô ấy có thông tin về ông Thích Minh Tuệ, nhưng lúc đó cô ấy đang thụ án, cô ấy đang ở trong tòa. Dẫn đến là những thông tin cô ấy có được là do mọi người đưa lại cho cô ấy. Có thể không giống như
trường hợp của cô ấy làm đối với cả sư thầy ông nội. Cô đến tận nơi, cô xác thực. Nhưng trường hợp của ông Thích Minh Tuệ hoàn toàn khác. Và điểm thứ hai, nếu mà trong trường hợp mà ban cố vấn của truyền thông nói rằng là sẽ khen nọ khen kia vào cái vụ live stream 20 tháng 10 thì chuyện rất bình thường mà cô không nên khen. Bản chất rằng là cô là một người có điều kiện và cô là một sự kiện mạng trong thời Covid. Nhưng nếu mà cô khen ông Thích Minh Tuệ thì cũng chẳng cần thiết, bởi vì đó là một điều hiển nhiên và người ta tu hành người ta cũng chẳng cần cô khen. Nếu cô chê thì cũng không đúng quan điểm, bởi vì lý do là họ là hai thái cực khác nhau, hai trường phái khác nhau. Một người là sự kiện mạng là bà Hằng, và ông Thích Minh Tuệ là được mọi người tự công nhận ông ấy chẳng làm gì cả. Team truyền thông của bà Nguyễn Phương Hằng có đảo kịch bản là có khen hay chê ông Thích Minh Tuệ. Tôi thấy trong trường hợp này là thừa, và tôi mong muốn rằng là không diễn ra cái việc mà bắt nạt trên không gian mạng nữa. Tôi á, Quất ấy không chừa bất cứ một ai. Quân tử ấy thì trả thù 10 năm chưa bao giờ muộn. Tôi đã có bằng chứng lại rồi, ông Võ Hoàng Yên ý đã lừa đảo tôi như thế nào. Đó chính là toàn bộ những cái lời mà cô Phượng chúng ta vừa nói xong. Không những vậy, cô không hề nói xấu thầy Minh Tuệ, cô chỉ bảo đó chính là những cái người chống phá ở phía sau lưng ý. Tại sao luôn luôn bảo cô là chứ quay lại con đường cũ đi, quay lại đi cứu thầy Minh Tuệ đi. Thầy Minh Tuệ đã đi ẩn rồi, và thầy Minh Tuệ cũng đã được chính quyền ý bảo vệ rồi. Đó, đó là những cái cây chính mình nghe được trong cái buổi vừa rồi của cô vào tối ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10. Mình có một cái thắc mắc nhá, đó chính là tại sao cô giàu rồi ấy, cô đã vừa ra tù sau 2 năm thụ án, 2 năm 6 tháng thụ án, mà tại sao cô lại có mong muốn là kiện lại thầy Võ Hoàng Yên vậy? Nhầm, xin lỗi, ông Võ Hoàng Yên đúng chứ mọi người nhỉ? Xong rồi là tự đem dây buộc mình luôn. Cả nhà mình sâu chuỗi chặt chẽ vào thử xem. Lúc về một cái nói sư Minh Tuệ rất là gắt, Quất không trượt pháp nào, và dạy muốn rằng nói sư Minh Tuệ là tu đúng chỗ nào, tu sai chỗ nào. Và có những người muốn gặp bà đấy, à gặp bà đấy để nói với bà là bà chống phá nọ kia. Thì trong cái thời gian bà đi từ phòng ở buồng ra, gặp nhau thời gian ở đâu, gặp nhau ở đâu. Xong đến lúc sâu chuỗi nói rồi, đến lúc Quất không được thì quay ra bẻ lái sang cái này, và sang cái này nói cái này. Mọi người thấy sâu chuỗi lại xem nó có gì, nó có dính dáng gì đến nhau không, hay là một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, một cái phía nam, một cái phía bắc. Những cái người nào mà tư vấn cho bà Hằng, cái trình độ của cái người này ấy, tôi phải nói rằng là cấp thượng thừa, sợ quá. Đấy, một con người trí tuệ, xây dựng tất cả cái gì bằng trí tuệ. Tôi đấu tranh bằng trí tuệ, tôi đấu tranh bằng tâm, tôi đấu tranh bằng tiền bỏ ra bất chấp để tất cả. Nhưng cho đến cái giờ phút này tôi mong chờ cái ngày 20 tháng 10 này xem có đúng trong đầu tôi không, và đúng hoàn toàn luôn. Tôi không phải là một cái người để cầu mong một cái gì đấy xảy ra, một cái gì, một cái hiệu ứng gì hoặc một cái drama. Vì tôi cũng là cái con bình thường thôi, chẳng làm cái đéo gì cả, chỉ ở nhà vẽ với nuôi con thôi. Nhưng tôi thấy những cái điều này nó không đúng. Con người của tôi học thức nó chỉ đến thế, nhưng tôi cũng phải nhận được ra cái đứa 5 tuổi để phận người ra, mà trong khi đến một đống, một đám, kể cả những người làm cái tâm linh, kể cả cái thằng vừa nãy như thế, toàn những cái nói rất là trí thức, nhưng cuối cùng đéo biết cái đéo gì. Sâu chuỗi lại không có một cái gì nó liên kết một cái gì cả, mà dám đứng lên nói nọ kia. Cái này nhá, nếu như phải sâu chuỗi lại, những người sâu chuỗi lại nó không hề gặp nhau chỗ đoạn nào hết tất cả. Mà đây nhá, đây là một cái không quất được sư Minh Tuệ thì quay ra để gạch đầu dòng ra những cái này, để quay ngược lại. Lúc nào cũng nói yêu nước, lúc nào cũng nói yêu nước. Yêu nước gì? Yêu nước gì? Cái kiểu như thế này. Tôi nói thật chứ, tôi mẹ mày làm ruộng thôi, nhưng mà không phải đùa. Tôi đập một phát chết 5 con muỗi. Rồi có những nói bảo hôm nay 20 tháng 10 Việt Tân sẽ bật ngửa. Việt Tân ở đâu? Việt Tân ở đâu? Xung quanh bà Hằng bao nhiêu vệ sĩ? Từ lúc bà về, bà bất cứ bà ở đâu bọn có vệ sĩ. Thế tại sao cái bà đấy bà ấy lại được gần được? Tại sao bà đấy bà lại ngồi bà trao đổi được? Mà tại sao không túm luôn? Nếu như phải tôi đấy mà tôi túm tóc, tôi móc gan, tôi chọc mũi luôn, gọi công an báo đến, gọi đến ngay lập tức. Đấy mới gọi là yêu nước, đấy mới gọi là chuẩn, đấy mới gọi là những con người thẳng thắn. Khi đã sai mới lại chính quyền rồi, bất kỳ ai cũng thế. Người ta trả tội, người ta đền tội xong, người ta giả xong rồi, người ta về, người ta vẫn yêu nước. Nhưng cái kiểu không thể bẻ lái thế này được,
gây hoang mang dư luận, gây bất ổn, gây bất bình, gây rất đau đầu. Tất cả bây giờ không tập trung vào để làm ăn một cái gì để xây dựng nên giả, chỉ có tìm nhau để bày ra các thứ để gào thét, để gào bới lên. Tỉnh táo lên, những cái con người mà tôi rất là tôn trọng là tri thức đấy. Ngô nó vừa vừa thôi. Vòng trong vòng ngoài bao nhiêu những cái vệ sĩ mà cái bà đấy bà nói trong thế vẫn còn đi được. Bà đấy tên là gì? Ảnh phải còn, bao nhiêu cái ống kính quay phải còn. Bà đấy ở đâu? Có hết. Nếu như vừa rồi mới gặp để nói, nó đã sai. Lúc sư Minh Tuệ ra và xong lúc nói được sư Minh Tuệ bẻ một phát lại sang lại phải lên nói lại như kia. Sao nó chẳng cái nào nó bấu vào cái nào. Như là cái mắt này nó bọc ở trên này, nó cũng như là nó lung tung. Không biết cái mầm mống nào, nó mạo cái mầm mống nào để mà phạt hết. Lấy ra phát mẹ với ba con dao quăng phạt bằng sạch đi. Để cho cái xã hội này cho nó yên bình đi. Để còn làm ăn. Sư Minh Tuệ có mỗi đôi chân trần. Cả thế giới yêu sư Minh Tuệ, thương sư Minh Tuệ. Thương thì thương, bênh thì bênh, cái gì nó cũng vừa phải thôi. Vừa phải thôi.